Xin chào quý vị, anh chị và các bạn đã đến clip của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho quý vị ở thành phố Quảng Ngãi. Này cái đường Lê Quyết số 20 Lê Quyết. Đây là một con cửa hòn sơn chê, chim sĩ và lẻ, các loại hòn. Đừng cho đâu quý vị thấy không? Ở đây là một cái phâu, phâu để mà đi bơi. Này những cái mua hình. Đồ chơi rất là nhiều. Ở đây là sân xe này là một cái dân hòn mà cửa hòn lớn nhất thành phố Quảng Ngãi, đối diện bên kia đường là cũng của sân xe luôn, tại nhà rất cao, xe những cái xe mà điều khiển từ xa, xe con cho đến máy bay, giá cả thì từ vài triệu, đến giá cao hơn. Bên kia mình không quay cho quý vị xem, mình quay bên này thôi. Đó, hiện giờ mình đang quay cho quý vị là những cái con là đang mua hình đó, những con người ta đang mua quý vị không? Người ta đang mua về, ta bón. Đa số những người mà đến đây đang mua về bón là nhiều. Thì dân hòn nó cũng vậy quý vị, cũng không có phụ lộc trời, thì dân hòn xanh xe này cũng mong có một người tới mua lẻ. Nhưng mình đây mình ở đây là để mình cũng mua vài thứ. Đó là cái mua hình, cái mặt quạt của đi mua trong cái hộp đó quý vị. Chúng ta bấm cái quạt nó chạy. Có nhân viên đoàn ngọc đó là một tòa đoàn sắp xếp cho khách tới mua. Ông quý vị thấy không? Nhân viên ở đây mình thấy vui vẻ, rất là lịch sự. Đó đùa ở đây, ta cho họ ở đây thì nào là phía dưới, bên thăm, rồi đi Lào nữa. Chúng ta đưa vào coi thoải mái, chúng ta thích món nào thì lấy món đó. Đây là thành phố Quảng Ngãi quý vị. Sau siêu thị Comart, bên hông siêu thị Comart quý vị bên gấp số 20 là Lê Quyết. Các bạn sẽ thấy cây dâu hòn này. Dâu hòn này bón những cái đồ là gọi là đồ chơi, những mô hình. Họ có thể là mua lăng, có những cái bộ đồ đại kiên hay là những cái mạt nọa để dùng cái mua lăng, mua quần ố hay là lăng. Mùa này là mùa chưa tới cho nên là người ta chưa chuẩn bị bón những cái món hòn đó, tại vì bón những cái này ông dễ làm xe này, những cái lô cua này, rất là nhiều thứ mà mình chỉ quay sao qua cho quý vị các bạn xem. Thì chúng ta có thể đến này chúng ta mua hòn, vì chúng ta mua sỉ vì chúng ta bón lại. Ở đây là chiên sỉ như vậy. Biết gì mình chia sẻ nấy đó, cái đồ cua đó rất đẹp, gõ gõ đó, khi mình các bạn đi mua lăng thì gõ gõ cái đó đó kêu á, thì mình biết gì mình chia sẻ nấy cho quý vị anh chị coi kênh của mình, thì chúng ta biết cái nào bón đồ chơi cho các con ở mà mình đó, và chúng ta tới đây chúng ta mà thôi mình chọn những cái món hòn mà con mình thích rất là nhiều, không có thể nào mà nhiều khi ở trong hộp cho nên mình quay những cái nồi nó trống ra ngoài thôi. Đây là một cái phía Lào phía dưới, một cái chỗ nhỏ thôi quý vị. Nếu như mà mình lên phía bữa nào thì mình sẽ đi xuống gì đó là mình sẽ qua kia quay đối diện đó, những cái mô hình xe điện tử điều khiển rất là hiện đại bên đó, phía bên kia quý vị để tin Lào xe rất là to, xe nó cả vừa là đứa con chúng ta là 5 tuổi 10 tuổi vẫn ngồi lên lái bình thường ở bên đó, rất lớn nha quý vị. Mình chỉ đơn chia sẻ bên này cho quý vị để quý vị thích mà chúng
ta mua về trưng tủ được cũng rất đẹp. Đó, đó là một con mà cũng làm có cánh. Đó, con rồng đồng cũng làm. Và kinh doanh cái món hàng này giờ này hiện giờ rất là được quý vị. Và hàng này bón không phải như cái cày nó không có hư, còn biết như các bạn là bỏ vô bô và cột lại để nó khỏi bụi vào thì chúng ta nghĩ bón hết năm này tới năm kia được hết. Thấy cái mô hình bón cái này cũng rất là hay quý vị. Con mà mình cầm đó thì cái giá nó cũng nó đẹp, nó nhựa nó tốt, cái giá cả là cái con hồi nãy mà con rầm nó có màu, con rầm ở đây đây đó thì con rầm đó là nhựa tốt, cho nên cái con đó thì nếu như mình lẻ đó các bạn thì cũng có 100.000 một con đó. Những cái con nhỏ nhỏ thì nó rẻ tiền, mấy ngàn một con thôi. Video này mình quay mình hơi qua nó hơi nhanh thì các bạn thông cảm nha. Các bạn thấy video hay nhé, hữu ích thì các bạn hãy bấm like, chia sẻ, đăng ký, comment để ủng hộ kênh video này. Các bạn cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình thấy ở đây có máy công ty mà lúc nào cũng có họ liên tục cho khách đây. Có cầm cái lưu khu đó các bạn là mình mua đó. Đó, cái đó là mình mua cái nói là cái loại nhỏ, cái nhỏ thì 10.000. Đó, đó là mình mua lẻ thì mình mua cân cái đó các bạn. Có khi nó là có khi ngày con đó nhưng mà ngày sau nó rất là đẹp này. Những cái con rất là đẹp, mô hình nhựa rất là đẹp. Đó, những cái túi chơi rất là đầy đủ, mình rất là thích, nhưng mà mình cũng không có bảo vệ nhiều, cho nên là mình cũng đó là cái cây, cái cây do có dây nhà mình thấy nhiều với quạt, chỉ cứ dây nhà cho nhiều quá cục luôn. Cái này là những cái cây này kiếm vua, kiếm nhựa, kiếm vua ngày xưa, có rồng ở trên cái kiếm rất đẹp. Sạch sổ này rất là đẹp. Đó là kiếm mà mấy người hấp cả lương mà thường sử dụng các bạn, rất là hay, rất đẹp. Mọi nhân viên rất là dễ thương, nào ở đây gắn thật cơ. Đây là cổ lâm, cổ lâm thì các bạn chúng ta đó cổ lâm á. Đây là cái gì đây, vịt, đây là một cây con vịt, một cái cây, một con vịt kêu. Ở đây mình cũng xin là nói thêm là các bạn là có cái bóng phía trước cạnh nhân viên nâng đỡ món hộp bên cạnh của vậy. Chị các bạn nếu mà có nhu cầu thì đi lo thì chúng ta cũng 18 tuổi cho lên là được. Dạ nó cạnh nó bằng hai sức có mắt để quyết chú ở đây là bà miếng yên mẹ vô miếng ba lo để dụ như gì đắp bẻ ta đừng luôn chung mẹ vô lê quyết số 20 lê quyết có hai cơ hội rất lớn đối diện nhau là sân si. Rất là vui là được chia sẻ những cái điều này cho quý vị. Những cái đài phía trong này nó rẻ hơn một bịch 3-4 con thì nó nằm có giá cũng rẻ, nếu như mình mua sỉ thì nó phải là 50.000. Còn nếu như các bạn mua lẻ đó còn 50.000, mua sỉ thì nó giá nó khó. Các bạn thấy các con cũng làm đó, cũng làm dọn thằng làng gai gấp người rất đẹp.
rất là thích. Còn đây ba còn không làm nữa. Nguyên bô dạy một bạch vậy, mua một bạch vậy thì nó rẻ hơn. Dạ, có bọn mua sỉ gì bón thì nó rẻ hơn nữa. Mua rẻ là có. Sỉ thì chúng ta đã thỏa thuận giá cả. Đấy, nó có rất là nhiều thứ đẹp. Những cái đây là những cái trong này ngoài những con thế này. Các bọn khi chăm lên đó là có những chiếc xe điều khiển đủ rất là hiện đại, nhưng mà quay sơ sơ mà cho quý vị anh chị các bạn xem thôi. Quý vị anh chị mà có nhu cầu mua những cái đồ chơi về bón thì đây là một cái video, một cái địa chỉ mà bón tin cậy để cho các bọn đến nơi này chúng ta mua sỉ để về kinh doanh. Được một cái rổ rén giỏ nè các bạn, rén bằng su á, và cả sáo nữa, rất là nhiều loại rén. Có cả sáo mà đỏ mình cầm đó là 20.000, mua rẻ nè các bạn, 20.000. Còn mình mua một con đó và mua một con rén xanh và rén đỏ, rổ thì rất là nhiều. Rén xanh mình mua 10.000. Cua 10.000 nữa để về mình lo mình việc của mình, cho nên là rất là nhiều bò tham có rổ luôn tham, y như là một con rắn thật, y như một con cái rắn sáo thật đó có ren đúng không, một trắng này ở trên mình là có ren cưa, y như một con sáo không khó gì ha. Mua mấy cái này để gì mình trôi mấy con chim biệt của mình, các bạn nó có sợ không các bạn ơi? Nó rất là nhiều gỗ luôn, cũng rất là dễ thương nhưng mà cũng rất là dễ sợ nha các bạn, rén mà. Rồi mình lấy một con sáo và con rén đó, để về nếu như con rén đó mà về đơn ai đang ngủ á các bạn, để mà gần gần hái khùng luôn. Thì các bạn ơi, rất là nhiều đồ trong tủ kiến nữa nghe các bạn. Thì mình chia sẻ cái video này đó cũng mục đích là cho quý vị anh chị các bạn chúng ta ở tỉnh Quảng Ngãi và ngoài tỉnh Quảng Ngãi, chúng ta đến nơi này để chúng ta mua hòn về chúng ta kinh doanh. Và cái địa chỉ cái nơi là xin nhắc lại là Hơ Mương Lê Khuyết, thành phố Quảng Ngãi, nơi này là đoàn bón sỉ và lẻ, và các bạn hãy tới để mà chúng ta mua. Và ở đây đoàn cần nhân viên bón hòn nữa, đây cung cấp sỉ và lẻ nghe các bạn. Những cái giao hòn này, cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi video. Nếu quý vị hay bấm like, chia sẻ, comment, đăng ký. Cảm ơn quý vị rất nhiều.